muốn làm sao làm đi nào? Làm. Còn cá ếch thì ngày mai ăn đúng không? Cá ếch thì nướng tối nay luôn. Muốn nướng thì tối nay luôn. Tại vì gà rồi làm hơi bị nhiều không? Gà thì mình để lại gà có. Gà ngày mai. Gà sáng ngày mai nấu cháo ăn. Trời. Quá chị luôn. Sáng ngày mai mình khỏi đi ăn sáng, mình ăn cháo gà. Thanh lại tăng năm như vậy à? Có con con sống mà nãy cái con chiên cục cửa. Nói chung đồ của nó là nó tươi đồ. Nặng vô hết á. Con này cá ớt nè, con cá. Đụng cá muối đi, đụng cá muối. Đi nè, đi nè. Con bạch tuộc à. Đèn đèn màu nè. Ờ đổi màu này. Đâu rồi. Nó đổi màu. À, đúng rồi, nó đổi màu theo mấy con cá. Ờ giờ đó nó đổi màu đó. À đụng cái cá đâu mà bỏ qua con cá đây đi coi. Bây giờ nó đổi màu theo mấy con cá luôn đó. Bỏ qua chỗ con cá nó màu khác coi, bỏ lên đó, bỏ nó lên đó. Bỏ nó lên nó mới ra màu đó chứ. Đó nó đang đổi màu kìa. Không mà đổi ra. Thôi bây giờ làm đi. Rồi bây giờ nè. Nó đổi màu theo kìa. Ồ, ghê không? Bây giờ ai sẽ nhanh ghê không? Chuẩn bị đồ ướp. À biết sơ chế. Đâu biết đâu. Này mua trăm xịt trăm nha. Ủa sao biết sơ chế mà. Sơ chế không? Để chỗ sáng hơn nữa coi, đổi màu ra. Cho bú. Giờ qua vô trong bếp phụ bầm hành, bầm tỏi thì tao làm cho. Nó sáng lại nè. Còn mà được sơ chế. Miếng màu vàng nhiều hơn nè. Bầm hành được không chị? Đây bây giờ nè. Bây giờ bưng cơm đi nè. À chị Ngọc với